Hello, come back to my channel. Start again, go. Forest Mother, sitting here. Okay, let's go. Sau đó thì mình sẽ vào trong căn nhà này. Rồi có dao xuống. Cánh cửa sẽ được mở ra. Tôi cái thứ hai. One day. Điều phúc của thức em này đó là các bạn sẽ phải thoát ra khỏi ngôi nhà của bà Grandi. Đầu tiên thì mình sẽ lên trên tầng 2.
Mà tao đây, còn ông tao đâu rồi? Ok, đây luôn. Let go. Sau đó thì mình sẽ lên trên này. Ở đây thì mình sẽ phải đi lấy thêm một khẩu súng nữa. Cất khẩu súng lên trên. Ở thời điểm này thì mình sẽ thoát bằng cách đó chính là lái máy bay. Các bạn sẽ cất hết những món đồ này lên trên tầng. Thank you.
let's go. Ok, sau đó thì mình sẽ khởi động máy bay và thoát khỏi ngôi nhà của ông bà Grandi. Người đàn ông. Sau đó thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở cái thư viện. Có vẻ như ông ta, tiếng chân của ông ta đang đi lên tầng 2. Thank you.
1203. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, xin đến hiểu phiêu. Phi chiếc máy bay giấy này thì sẽ không có gì. Ở đây thì mình phải đi tìm tất cả là 3 ngôi nhà. Ngôi nhà đầu tiên đã tìm ra và còn 2 ngôi nhà nữa thôi. Khi tìm đủ 2 ngôi nhà nữa thì lúc đó các bạn sẽ đến điểm cuối cùng và chuyển sang chapter 2 của tập này.
về đi đây, còn sắp tới một ngôi nhà nữa ở bên kia. Đường này thì bị cô rồi. Xem đường nào đi đâu, đến gần ngôi nhà nào. Cuối cùng khi các bạn trả lời câu hỏi 3 câu hỏi thì khi đó cánh cửa sẽ mở ra. Sau đó thì các bạn sẽ đến được nơi đó. Và nơi đó là nơi để các bạn hoàn thành cho các bạn. Câu hỏi số 2. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tìm tiếp câu hỏi số 3 và trả lời. Ok. Rồi. Mắc hầu 13. Let's go. Đây cần một mã số thì các bạn mở ra được. Phải lắp ghép. Cái này cũng cần một mã số. À, vừa ghép xong. Bây giờ ghép cái nào vào đây? X trăng
Sao? Ok. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ khỏe quá dần dần. Rồi, tiếp tục sang phần tiếp theo. Đây như kiểu là một tấm thẻ ạ. Rồi, sau đó thì các bạn lại quay về đây và tiếp tục tìm kiếm tiếp. Đánh nhầm rồi. Đó, tiếp tục. Cầm một chiếc chìa khóa để mở này ra. Cầm một cái mã số gì đó để mở cái này. Đây rồi. IDK. Cái này cũng cần một cái để mở. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ lùi lại. Quay về cái phòng này. Và tiếp tục. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ bẻ khóa từ cái này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Room 666. Không gian này bên ngoài. Wow, tổ ong như mực. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Horror film. Thank you.
cái này thì phải đủ thì các bạn mới nâng cấp thêm được. Ở đây thì mình vẫn chưa cho được cái gì vào đây. Có bom. Có bom thì cần level 8. Level 4. Gần đây có. Sẽ phải tìm nơi thoát ra. Ba người bị thương rồi, trong đó có cả mình, và mong sao cuối cùng thì sẽ thoát ra khỏi đây nào, cùng nhau. Ok, đã thành công rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Mito Hope Play Hall. Yeah.
go back to work. Wow, it's hot. I'm tired. Sorry. Tiếp tục nào. Fear. Ghost Fear. Một thể loại game ma kinh dị. Level 5. Wow, đồ đạc bay tới lúc luôn. Đây thì các bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa. Ok, và các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi. Granny Chapter 1. Rồi ra. Rồi, sau đó thì mình sẽ chui vào đây.
cả cây. Sau đó thì mình sẽ bổ quả dưa này. Và trong quả dưa này thì theo mình nghĩ chắc chắn sẽ có chiếc chìa khóa blue key. Cột. Rồi, tựa game tiếp theo. Một lời khá là rộng, cũng như là một mê cung. Nhìn tôi bắt đầu này mà phát khiếp cả lên. Một mê cung khá là rộng. Tiếp tục đi sâu bên trong.
chân đi như ngựa luôn, khá là nhanh. Chỉ nên đó là các bạn phải cầm một thứ slot cất đi và tiếp tục đến đây và lấy được một thứ nữa. Đó, cứ như thế. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Let's go. And let's light mush. Thì mình chưa có một wow, nó báo gì đây? Chú một viên đạn à? Rồi mình sẽ thử mở cánh cửa đây ra xem. Không được, phải có viên đạn thì các bạn mới bắn được. Bắn được dây xích này, các bạn sẽ phải quay lại tìm viên đạn. Các bạn phải có một viên đạn thì các bạn mới mở và đi tiếp. Xong vào tiếp theo. Gì đây? Chiếc chìa khóa này.
vào cái này. Sau đó các bạn lại quay lại tìm kiếm tiếp, sau đó và tiếp tục đi sâu bên trong. Đây là một tựa game kinh dị, một tựa game zombie. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.